tóm tắt bản tin thị trường tiền điện tử ngày 10 tháng 8 năm 2022. Cơ quan quản lý California ra lệnh cho Celsius ngừng bán chứng khoán trong tiểu bang. Bộ đổi mới và bảo vệ tài chính trước đây đã ra lệnh cho Blocky và Voyager ngừng các dịch vụ của họ trong tiểu bang. Voyager Digital được cho là có mối quan hệ sâu sắc với Alameda Research thuộc sở hữu của SVF. Các tài liệu tài chính của Voyager tiết lộ rằng họ đã cho vay gần 1,6 tỷ đô la các khoản vay tiền điện tử cho một tổ chức đăng ký tại quần đảo Virgin thuộc Anh cùng một nơi Alameda được đăng ký. Bitcoin chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát của Mỹ khi SEC thần kinh ngăn chặn đà tăng giá BTC. Một nhà giao dịch cảnh báo rằng một sự gia tăng lạm phát bất ngờ khác có thể khiến mọi thứ trở nên xấu xí đối với thị trường tiền điện tử với vài giờ còn lại trước khi CPI được công bố. DeFi cần một ứng dụng sát thủ để lên một tầm cao mới, giám đốc điều hành Ripple cho biết. Một hội thảo tại hội nghị tương lai blockchain đã được hỏi về tương lai của tài chính phi tập trung và những gì cần phải làm để mang lại sự áp dụng chính thống. Iran thực hiện nhập khẩu 10 triệu đô la với tiền điện tử và có kế hoạch sử dụng rộng rãi. Các biện pháp trừng phạt kinh tế kéo dài đối với nhà nước Hồi giáo đã buộc Iran bắt đầu sử dụng tiền điện tử như một phương tiện trao đổi cho các thỏa thuận thương mại quốc tế. Tether cũng xác nhận trọng lượng ném của mình đằng sau Ethereum sau khi hợp nhất. Chúng tôi tin rằng một quá trình chuyển đổi suôn sẻ là điều cần thiết cho sức khỏe lâu dài của hệ sinh thái DeFi và các nền tảng của nó, bao gồm cả những nền tảng sử dụng mã thông báo của chúng tôi. Tether nói, Coinbase công bố mức lỗ 1,1 tỷ đô la trong quý 2 do sự suy thoái tiền điện tử nhanh chóng và dữ dội. Đây là khoản lỗ dòng hàng quý lớn nhất đối với công ty tiền điện tử kể từ khi niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Ngân hàng tiền điện tử Nuri của Đức với 500.000 tệp người dùng mất khả năng thanh toán. Nuri tuyên bố rằng họ đã phải đối mặt với sự căng thẳng lâu dài về thanh khoản kinh doanh của mình vào năm 2022 do những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô đáng kể và sự hạ nhiệt của thị trường vốn nhà nước và tư nhân. Circle có kế hoạch chỉ hỗ trợ chuỗi Ethereum BOS sau khi hợp nhất hoàn tất. USDC với tư cách là một tài sản Ethereum chỉ có thể tồn tại dưới dạng một phiên bản hợp lệ duy nhất, nhóm nghiên cứu tại Circle cho biết. Breaking, nhóm cấp Finance cảnh báo người dùng tránh sử dụng trang web cho đến khi có thông báo mới. Một khai thác vẫn chưa được xác định của giao diện người dùng của trang web dường như đã dẫn đến việc đánh cắp hơn 573 đô la Mỹ USD cho đến nay. Người dùng ẩn danh gửi S từ Tornado Cash đến các nhân vật nổi bật sau các lệnh trừng phạt. Nó dường như là một trò đùa đang diễn ra để thách thức các lệnh trừng phạt Tornado Cash mới. Tổng giá trị bị khóa trong DeFi giảm 66%, nhưng nhiều chỉ số phản ánh sự tăng trưởng ổn định. Tài chính phi tập trung TVL giảm 66%, nhưng sự tăng trưởng trong các công cụ tổng hợp DEX. Các địa chỉ tích cực và huy động vốn ổn định cho thấy mùa đông DeFi không phải là chúng tôi.